Mến chào cả nhà đến kênh Lâm Phạm Tiền Giang nha. Ngày mới chúc cả nhà được nhiều sức khỏe và bình an. Hôm nay mình theo anh Sang, anh Kiệt với em Cường đến Mỹ Tân, cái bè Tiền Giang để quay cưa cây dầu gió nha cả nhà. Thì cây dầu gió này rất là cao luôn cả nhà, cao chót vót luôn. Bên đây có cái đường dây điện, bên dưới nó thì có vườn mít nha cả nhà. Đây, cả nhà thấy cây dầu gió này rất là cao to luôn. Một chút anh Sang và nhóm sẽ cưa như thế nào, xin mời cả nhà cùng theo dõi nha. Bộ có lão bộ sẽ cưa đủ yên đây cả nhà. Ah!
nhau rồi tới xong luôn cả nhà. Bên đây là vô bè nè, đang sắp sửa đóng cửa rồi cả nhà. Đây, chống chảy để cất cái nhà. Xe cố đóng cửa còn dữ lắm luôn á. Xe cố đóng cửa luôn. Cực khổ quá, giờ thời đại này kiếm sống hơn con cây.
mình cũng xin kết thúc video tại đây. Tạm biệt cả nhà nha, hẹn các video mới tiếp theo.